Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là hai cái mẫu Homelander loa hỏa tiễn mẫu mới do bên kem nghiên cứu và phát triển, với cái chiên lý là đúng cái chất của dòng hỏa tiễn là phải phóng xa. Đây là bên em sử dụng họng kèn của Nair Array có góc mở là 90-10, 90 độ trái phải và lên trên xuống dưới 10. Thật ra là được 120 độ cơ, nhưng mà mình lấy mẫu là 90 độ thôi cho nó theo cái tiêu chuẩn tí. Thì một cái này em chưa bắn lưới nhá, để các bác xem này, sử dụng gỗ là gỗ loại chất liệu gỗ tốt nhất, cao cấp nhất hiện tại bên em đang có. Bên này thì nó bắn lưới đầy đủ hết rồi đấy, rất là to, rất là hoành tráng. Với cái cấu hình này hiện tại bên em đang bán theo combo thùng 40 cộng với phân tần là 5,5 triệu. Nó lộn giá hơn trước là 300.000 là do cái họng kèn này đắt hơn cái họng kia tận 300.000 cơ. Đấy. Còn cái mẫu này trước có giá là 4 triệu nhưng bây giờ là 4,3 triệu các bác nhá, cả thùng cả phân tần. Đấy. Combo cả thùng cả phân tần. Phân tần bên em thiết kế thì nó sẽ kéo thêm cái công tắc nữa. Có cái công tắc để các bác đánh hai chế độ, đánh passive hoặc đánh pickup. Hoặc là các bác lấy thùng phân tần này thì em sẽ có luôn công tắc. Các bác về nắp vào loa, đấu đúng âm dương. Muốn thử thì chỉ có gạt cái công tắc lên hoặc gạt công tắc xuống này để biết là đúng pha tép hoặc ngược pha tép. Nó khớp với đáp tuyến của bác nên là nó sẽ được cái cộng hưởng cái tiếng trung trầm cũng như tiếng mid-ram tốt nhất. Với cái dòng này, hôm trước các bác được nghe thử demo rồi đúng không ạ? Thì nó đánh rất là ghê gớm. Các bác có thể một chiếc này, ví dụ H1-2-12 thì là một chiếc này cộng một chiếc xúc kép là đánh được. Còn H1-2-15 thì riêng cái quả này phải hai con xúc kép mới đuổi được, nếu như các bác làm không quen tay. Đấy. H1-2-15 có thể đạt xuống được cái đáp tuyến là 65 Hz, H1-2-12 là 80 Hz. Đấy. Tùy từng củ loa, bên em nói luôn là tùy từng củ loa. Còn combo cả một đôi thùng này, ví dụ H1-22 hay là H1-25 ấy, nó chênh lệch giá nhau chỉ có 2-3 triệu thôi. Hôm trước em demo giới thiệu các bác là H1-25 giá 14 triệu, H1-22 giá nó chỉ khoảng 12 triệu, chỉ khoảng 12 triệu, nhưng nó sẽ cho các bác một cái cảm nhận khác về định hướng Homelander, tức là loa hỏa tiễn. Còn các bác nhìn cái thùng này có thể trên là to, nhưng đừng có kêu cái này là đánh không hiệu quả nha. Nó đánh rất hiệu quả. Với không gian sự kiện tiệc cưới vừa nhỏ nhỏ thì nó là một cái sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác. Các bác nào mà muốn chơi theo kiểu nó độc, lạ, đấy, dị, quái dị, nhìn trông nó củ chuối, nó kiểu như này này, thì kê loa là sẽ lấy được tiền ngay của khách, ngay từ cái nhìn đầu tiên, được không ạ? Đấy, bây giờ em sẽ quay cho các bác xem cái phần mặt sau nhá. Đây là H1-22. Đấy. Đằng sau là sử dụng cái dòng hậu của cái dòng JB715 725. Đấy. H1-25 cũng tương tự thế, đều sử dụng chung một cái miếng hậu thế. Nó có công tắc gạt, nó rất là tiện. Dòng này thì như bên em trước có giới thiệu các bác ấy, nó sẽ có cái rãnh treo đây này. Nhưng mà sau này em thấy nó không phù hợp lắm nên là em bỏ rồi. Nó có một cái rãnh treo góc này. Nó bị đắt hơn. Nếu như H1-22 đắt hơn là 1,2 triệu, H1-25 nó sẽ phải là 2,4 triệu. Bởi vì không phải là một chốt ở giữa nữa, một chốt ở giữa nó không chịu được. Cái thùng không thôi 40 mấy cân rồi, nắp của loa vào 60 cân nữa thì hai cái làm sao chịu được. Mỗi cái gánh tải 30 cân, về lý thuyết là gánh được, thậm chí là 120 cân. Cái miếng sắt, cái miếng nhôm, cái miếng treo này chịu được, những cái gỗ này nó tiếp diện quá là ít. Thật sự phải nói là quá là ít, nên là phải hai miếng thì mới chơi được, đúng không ạ? Hai miếng thì tương đương với là mặt trên 4 tấm, mặt dưới 4 tấm nữa. Đấy, thế là thành 8 tấm. Một cái này tiền phụ kiện nó sẽ đắt gấp đôi với cái này. Nếu như các bác yêu cầu khung dây treo, bên em nói thẳng luôn. Đấy. Và hiện tại bây giờ em cũng nói luôn, các cái mẫu này gần như không có khung dây treo gì hết. Các bác lấy là nó có như thế này thôi. Còn về các bác muốn treo lên thì móc cái gì đây vào tay, được chưa? Làm theo kiểu móc như này, treo này cũng được. Đấy. Hoặc là lấy dây chạm vào đây treo lên cũng được.
dây chằng kiểu như là gói bánh chưng cũng được. Về tổng quan thì đây là cái hình thức, còn về kích thước thì thôi em không kể, bởi vì các bác nghe em kể cái kích thước thì em đo nên các bác sẽ chạy mất dép không muốn mua đâu, nó to khủng bố luôn. Con này là vào 95 cm chiều cao, còn con này thì là vào xít nữa thì 1m2, xít nữa 1m2, ghê gớm thật. Đây cái hộp dưới này nhá, hộp dưới này có độ dày là 18,5 cm. Đấy. Và hai cái đặt riêng nhau, xít nữa thì cao bằng nhau này, thấy chưa? Xít nữa cao bằng nhau, chênh này có vài cm. Đấy. Này gần như là 20 cm, rất là to, hoành tráng cũng như là khủng bố. Thì đây cũng nói luôn này, H1-212 và cái H1-25 nữa thì em sẽ chèn vào cuối video hôm trước. Demo nên là có 2 đôi H1-25, 3 đôi H1-212 đã có các bác nấy gần hết rồi. Demo nên mà các bác nấy gần hết rồi, còn mấy chiếc rồi. Đây nhá, đây là H1-22 gửi vào Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Đấy, đơn hàng của các bác đây. Đấy, em quay xa này các bác biết nhìn thấy số điện thoại không? À mà có số điện thoại thì cũng .. sao hết rồi. Đấy. H1-22, còn đây là bông đúng không? Còn các bác nào lấy cái gì bên em vẫn có đầy đủ nhá. Bên em thì vẫn đầy đủ hết, quay luôn cho các bác xem. Vẫn nghiên cứu, vẫn phát triển bình thường. Đây là cái dòng bát Hewell Côn 100. Ở trong kia là Hewell Côn 76. Kia là DA2508-8 đời cao cấp nhất. Đây là cụ tiếp thường. Đấy. Bên em thì đầy đủ hết, cả cụ Hewell cũng có đây, lấy về nghiên cứu thôi, đo xong vứt đây. Đấy. Đây thì bên em cũng có đầy đủ nên. Đấy. Một cái là BEF, một cái là New Rotor. New Rotor thì lại kêu không to bằng PEF, được cái đáp tuyến nó đẹp hơn tí thôi. PEF thì được 3 ký, New Rotor được 4 ký 7. Còn đây là B15, mẫu này sắp ra mắt, siêu bát 40 nhưng mà đánh ghê. Đấy. Ngoài ra bên em có F18 và F28, có rất nhiều, nói chung rất nhiều mẫu. Đấy. Hàng chất lượng có thì không nhiều lắm nhưng mà đủ để cho các bác lựa chọn. Cấu hình loa chơi gia đình cao cấp, cấu hình loa sử dụng ngoài trời trung cấp, và cũng sắp có các dòng cao cấp. Bên em thì sắp có các dòng như là Mini Night Array, dây 20, dây 25, dây 30, và đặc biệt là không bao giờ có dây 40. Từ giờ đến sau này không bao giờ em sản xuất loại vỏ dây 40 nữa, vỏ thôi không sản xuất, chứ đừng nói là hoàn chỉnh cả loa. 40 nó không hiệu quả, 40 thà các bác làm cái mẫu này hiệu quả hơn nhiều. Đấy. Được chưa? Ok, video đến đây là kết thúc nhá. Các bác nào quan tâm sản phẩm gì liên hệ trực tiếp với em. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau.